Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Easy đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Murder Plan nha. Và nếu anh em nào thích video này, hãy để lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ. Nó sẽ là cái động lực rất lớn nha anh em, để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa. Chúng ta bắt đầu thôi nào, let's go. Cái tựa game Murder Quest này cũng hay nè, mình cũng từng chơi rồi nè, anh em thích thì mình chơi lại. Ok. What? Chúng ta sẽ cho vào đâu đây? Vấn đề là chúng ta sẽ chết cái đây vào đâu? Ui, mình thiếu chỗ anh em ạ. Vấn đề là tôi thiếu chỗ ấy. Thiếu chỗ để cho mấy cái này vào ấy anh em ơi. Thiếu dã man luôn. Tôi thử ném cái con này vào đây đi anh em. Chả biết là ném vào đâu bây giờ. Level 4 à? Cái này level 4 thì nhiều quá rồi. Tôi nhiều level 4 quá rồi anh em ạ. Nên nó nhiều một cái dã man rồi ấy. Bây giờ không còn chỗ để mà nhét được thêm cái gì mà luôn ấy. Wow. Mới làm nào bây giờ. Thế gì? Đây toàn level 4 thôi. Nhục như con cá nục vậy. Chết rồi. Còn lại ăn đòn. Cái này nó sẽ ra liên tục cái mới, nhưng mà mình vấn đề mình không còn chỗ để mà nhét vào ấy. Nhục thế nhờ. Ôi chịu quá, không biết làm nào. Đấy, mua cái này đi ạ. Đây, có chỗ rồi anh em ạ. Ít ra là có chỗ rồi. Ui con Pierceter là cây đậu anh em ơi. Pierceter là cây đậu anh em ạ. Từ tôi tắt bên này đi, không nhớ đâu lại có tiếng của Evolution tiến hóa ước gì vào đây thì đúng là buồn cười luôn đấy. Ok, chúng ta sẽ có thể nhân 2 được mà thôi, không cần. Tiền nó không có phải là quá nhiều đâu. Mình cũng không phải nỗi là quá cần lắm. No, không cần cái này đâu bạn ê. Cái này thì thật ra là nó cũng không ấy lắm đâu. Ôi trời, mấy cái cây level 1 này thì quá tèo à, quá tèo mà anh em ạ. Nó yếu quá, nó không ăn thua so với mình hiện tại bây giờ ấy. Nó có thể tăng tốc độ được, nhưng mà mình nghĩ là không cần thiết đâu. Để nó tự lên rồi anh em ạ. Đấy, nó tăng tốc độ nhanh chưa? Tốc độ như ăn cướp ấy. Kinh đấy nhở. Chúng ta còn không kịp cơ anh em ạ. Sợ thật đấy. Kết hợp liên tay luôn anh em ạ. Chúng ta còn không kịp để kết hợp với nhau này. À, mình chỉ cần đấy thôi anh em, mình chỉ cần không cần phải ấn vào từng con một đâu, mà mình sẽ ấn hai con giống nhau vào là được thôi. Dã man nhiều ấy. Không, cái này tôi lấy cái này luôn. Level 7 vẫn 2 game rồi. Thôi, xin người. Ui, đông thế nhờ, lắm cây thế nhờ. Choáng cả đầu luôn rồi đấy. Choáng đầu thật sự luôn đấy. Lắm cây quá. Lắm cây một cách gọi là dã man. Nhưng mà toàn cây đều anh em ạ. Toàn cây đều thôi. Vãi lều luôn ạ. Toàn cây đều anh em ạ. Chẳng có cây nào gọi là quá là xịn sò ở đây cả. Dù được nâng cấp lên thêm một cái level mới, nhưng mà làm sao lắm cây thế nhờ. Mãi không hết anh em ơi. Sợ luôn đấy. Tôi sợ luôn rồi đấy. Tôi sợ rồi đấy. Cây thì lắm dã man, nhưng mà toàn cây đều. Kết hợp. Tôi bắt đầu mệt quá rồi. Nó còn 6 giây thôi, nó không cho mình thêm nữa đâu. Đấy. Dừng lại được ở đây nhỉ. Mình đoán lại dừng lại, nhưng mình có thể mua thêm một cây mới kìa anh em. Tôi mua cây mới để tôi lên đời đi. Tôi tiền nó không thiếu anh em ơi. Tiền anh không thiếu. Ấy, đấy là 2 cây rồi anh em. Được chưa? Plant Store. Hiện tại mình có thể mua được cây level 8 rồi. Với khoảng... cái gì đấy? Đừng, no.
Không 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 không. Chúng ta tắt đi đã, tính sau. Với cái vấn đề này tính sau nha. Teo 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 teo. Mua luôn anh em ơi, cài nó càng đắt lên đấy. Nhưng mà không sao. Bây giờ mở cái này kiểu gì đây? Mất game anh em ạ. Chẳng biết mở kiểu gì bây giờ. Vì nó thiếu chỗ quá ấy. Không thể thế được ấy, để này là không được ấy. Chắc chắn là để này không được rồi. Chúng ta sẽ cần thêm một vài con loại xịn xịn đó. Chúng cần thêm một con level 10 đấy anh em ạ. Để nó tiêu hóa tiếp tục lên. Chứ bây giờ mua cái này đắt lạ, mua cái này chẳng để làm gì. Thật sự luôn. Ồ, có một cái vàng này. Nhưng mà mua không, không mua đâu anh em ạ. Cái này mua là một cái méo ấy. Cho mất tiền, mất thời gian ra. Đây. Đây. Kết hợp. Ui. Củ cải ấy, cái gì đấy? Đó là mấy củ gì đó anh em ạ. Ok, chúng ta phải nhân 2 cho sẽ được khoảng 4m gì đấy. 4-5m gì đấy. Nhưng mà thôi, có lẽ là cũng không cần đâu. Nhưng mà có một cây dưa hấu rách ở đây luôn đấy. Cái này xem quảng cáo sẽ được từ bao nhiêu đến bao nhiêu ấy. Slow motion. Nào. Điên lên nào. Chúng ta có một cái gọi là slow motion luôn. Boss. Short. Boss anh em ạ. Boss cửa 5 năm. Và nhìn slow nó lại nhé. Nó cũng không qua được đâu. Con level 13 của mình nó rất là khỏe nha anh em. Khỏe chưa? 6,56m nhân 2 lên thì sẽ tốt hơn đấy anh em ạ. Đã có slash mới. Tốt hơn là nhân 1, dĩ nhiên. Teo ta ra ta teo. 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 Teo 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 teo. Rồi, chúng ta sẽ có khoảng 13,12m anh em ạ. Và chúng ta có thể nhân 2 coin được bằng cách là xem thêm quảng cáo. Ui, yes, chúng ta kiếm được nhân 2 coin luôn anh em ơi. Nhưng bây giờ cái con này đắt quá nè. Thì mình cũng muốn mua một cái con gì đó rẻ rẻ ăn tí. Bây giờ bọn nó khỏe lắm nhá. Phải nói khỏe. Bây giờ cái này là free. Cái này là xem quảng cáo để được nhận free. Cái này sẽ 2,36m. Mua lên level 9 anh em ơi. Tiền không thiếu. Chủ yếu là phải ngoan. Đấy, tiền anh không thiếu. Ui, level 11 luôn ạ. Rồi, bắn nhanh như ăn cướp vậy. Cùi quá rồi. Nó cùi dã man luôn ý. Nó cùi dã man luôn anh em ạ. Theo 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 theo. Ôi, tại sao tôi lại mua phải một cái cây ngáo nhỉ? Mua phải một cái cây ngáo quá anh em ạ. Ui ôi ôi. Bây giờ đáp anh em ạ. Bây giờ mới còn level 6, 7. Còn đáp hết đi. Cho còn đấm nhò. Cho đánh còn đánh thêm nhò. Vẫn vào đây. Toàn con cùi vào đây. Sao mà vào đây được bạn ê. Ai, cái con dưa mày cút ra hộ cái nhá. Ơ. Holy shit, à hết tiền rồi, hết tiền rồi, hết tiền rồi. Hết tiền nó sẽ tự động chuyển xuống cái loại thấp hơn anh em nhá. Đó điều chính xác là như vậy. Không sai được. Hết tiền nó sẽ tự động chuyển xuống những cái loại cùi hơn. Bây giờ làm nào để mở được cái game kia à? Mở được cái ô khóa bên kia kìa. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ đợi xíu vậy nha. Yeah. Làm nào được kết hợp hai con này với nhau thì nó cũng yếu à, nó cũng chẳng khỏe à, chắc chắn là nó không khỏe đâu, không hề khỏe tí nào. Cố mà vượt qua được cái map này thôi, chưa biết làm nào bây giờ. Boss gì anh em? Upgrade rồi, tất cả sẵn sàng chưa anh em? Bắn nó đi nào. Rất là mạnh. Chúng đang cố hết sức anh em ạ. Và hình như sẽ tiêu diệt được con này. Chúng sẽ lên thêm được một cái đời nữa và có thể mua cây với giá rẻ hơn anh em nhé. Mua 2 game thôi, level 8 ấy.
Thôi bạn ơi, tha tôi. Ui, có cái upgrade cái là đỉnh luôn, 39,37 mà. Ui kê, và claim luôn. Ô, không được nâng đôi à? Nâng đôi thì buồn rồi. Buồn như con chuồn chuồn rồi. Buồn thế. Buồn thế nhỉ. Buồn như con chuồn chuồn vậy. Rồi, ok, không sao. Chúng ta sẽ vẫn có thể lên thêm được một cái đời nữa và có tiền. Ok, rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye. Cố gắng 20 game để unlock cái bên này ra là xong. Luật.